bắt tôm ruby bì để viên. Rút khe nữa kìa. Chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh Trần Văn Năm Đá Quý. Này làm vào bãi là một lúc thời gian này đang rất là sớm. Đó, để nước nó mới đang cạn như này. Để vào tìm kiếm. Đấy. Các bác theo dõi và ủng hộ kênh như Năm nhé. Xúc hết vào túi đi, xong cho vào tải, cho xúc túi bé. Cứ xúc vào trụ xuống dưới để đái xong. Búa vào hồi ấy. Úp cái đá ở dưới này. Lắng rồi. Cái này là lắng, gạt cái kia trên. Xem cái khe này.
là đá mắt tôm và cái dòng chuột. Dòng chuột rất là mạnh. Hạt này những hạt to đấy. Cực nặng nhưng được đọng lại ở đây.
bạn ạ. Đây là lòng sông này. Trên kia là họ đang hút, tàu hút. Sông này rất nhiều các loại đá, gan trâu, gan gà, đá cuội, thạch anh cuội, mã não cuội, các thứ là xuống hết lòng sông. Đây là một trong đáy lòng sông rồi. Lúc này nước nó rút xuống để lộ ra những cái là những cái viên đá rất là đẹp. Đây. Lộ ra những cái viên mà bám cả vảy, vảy như vảy vàng ấy. Đá ngậm vàng ấy. Rất nhiều đá. Pearl Ruby đầy viên. Rút khe nữa kìa. Nhà lòng sông Phú Cạ. Vì mất tù skill.
quặng. Phết. Nước lũ trôi về rất nhiều. Tỷ lệ hạt này cực kỳ đấy. Đây là một khúc cây gỗ nằm dưới đáy sông rất là ác liệt đấy. Nữa. Gỗ rất là dài. Khám phá lòng sông. Cây gỗ ơi. Phát. Phát.